Và kỹ năng cuối cùng Trước khi tạm biệt các bạn Mà nó đặc trưng ở khâu bán hàng Kỹ năng số 7 Đó là kỹ năng xử lý Khách Khách khó tính Khách khó tính là khách thế này này Hay chê bài Các bạn ạ à? Hay cố chấp Các bạn ạ à? hay thể hiện bản thân các bạn ạ à? và luôn luôn ngạo mạn đòi gặp giám đốc một tí tẹo thôi cái phòng ốc hơi nóng tí là bắt đầu cố chấp rồi nói năng tí cố chấp rồi các bạn ạ à? hơi một tí thì thành vấn đề rồi lúc nào khoe khoang rồi mẹ cái này ngày xưa tao làm công ty này làm gì tao không biết không tao nói không chuyện với chúng anh bảo đưa giám đốc này thế thì bây giờ hóa giải ra làm sao thế thì để hóa giải những cái khách này thì nó có một nguyên lý chung về kỹ năng đó là đó là đó là một thay đổi địa điểm bạn bán hàng nó đến nó quất bác 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 mày lên mà gặp giám đốc không? mày muốn này à, bây giờ thưa với anh thế này công ty em mà có nội quê Em sẽ giải quyết tất cả những cái điều của anh với anh <laughs> Nhưng chỗ này là chỗ em bán hàng Cho nên là mời anh sang cái phòng bên này Em dẫn anh sang Ở bên này có người người ta giải quyết ở đây Nó đứng trước đám đông Gồm có những người mua hàng Thì họ sẽ có lực lượng yểm trợ Họ sẽ có sĩ diện Họ làm ta lạ Nhưng ra chỗ còn hai người khác hẳn Nhé Sau này gặp cái thằng đàn ông mà ăn hiếp mình ấy bạn cũng làm thế cho tôi thay đổi thời gian dạ thưa anh là tất cả khiếu nài khiếu tố rồi là mọi thứ thì bọn em có nội quy em muốn giải quyết cho anh liền nhưng mà mời anh sáng thứ hai đến đây và em có bộ phận chuyên xử lý cái này tôi nói bàn bộ cái cơn vớ vẩn là xuống này người ta gọi là quản trị cái sự khó tính mày lại tao không cho mày tung hoành được mà vẫn giữ được khách mà vẫn giữ được hình ảnh của công ty trước những khách hàng khác các bạn ạ à? và cái thứ ba đó là thay đổi người giải quyết và các bạn bán hàng các bạn giải quyết làm gì nó thấy bạn trẻ đẹp nó thấy bạn ít tuổi hơn nó hung hăng hay thế giờ dạ, mời anh sang cái bàn bên cạnh cái chỗ đầu góc kia anh ấy chuyên giải quyết trong ngày còn bộ phận khiếu tố ở bên kia, khiếu nại bên kia Nhưng lần này không phải khiếu nại mà anh thắc mắc em mời anh giải quyết đấy Em muốn giải quyết là em phạm luật, mời mà em dẫn em Người ta để ở bên kia một cái thằng To cao, ngồi như là Trương Phi thế này Tuổi trên 40, dâu ria, hiểu biết Thế mà khách đứng chửi các bạn, ba 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 bạc Mời sang cái Anh anh đã muốn đóng cửa cái Đóng phòng lại, còn có hai thằng ra thưa anh là lính em nó có chuyện gì anh cứ báo cáo em là đủ tư cách đại diện cho ban giám đốc để giải quyết bất cứ con nhỏ nào anh cứ báo cáo nhưng người khách hàng thì người bé tí gặp thằng to đầm hoài chán ra không có gì anh chuyện nhỏ mà em nó nôn nóng ấy, dẫn sang đây chứ không có gì không có gì mà nó gặp các bạn nó nhảy lên nó, nó chửi bới ấy, như mặt dặc các bạn à ma mắt tùy mặt mình giữ được khách giữ được thể diện giữ được với khách hàng khác mà không mất gì có hiểu không đừng cãi nhau với bồ một chuyển địa điểm tôi không nói chuyện với anh ở đây ở đây là công an hai chuyển thời gian tôi nói chuyện với anh anh đang ở cái cơn này tôi nói chuyện với anh và thứ ba tôi nói chuyện với anh để tôi làm việc với bố anh rồi bố anh nói chuyện với anh có hiểu không hệ giải quyết được hết thì đấy là kỹ năng và trong một khuôn khổ thời gian như vậy tôi không thể triển khai kỹ hơn được mà tôi hy vọng là các chuyên đề khác nó sẽ giúp các anh chị nhưng mà cái phần mà tôi muốn gia tăng cho các anh chị về kiến thức là hai phần này tôi nhắc lại và cái hy vọng là là chúng ta là người đi làm chúng ta phải chúng ta học để nghiên cứu và các anh chị đã làm rồi và tôi hệ thống kiến thức lại cập nhật tính hiện đại cho nó thì hy vọng các anh chị áp dụng cho thành công nhé yeah và chắc chắn là rất là là thích thú và ước nguyện được gặp lại các anh chị ở cái chuyên đề tiếp theo nhé. Yeah. Xin thân ái. Tạm biệt. Chào cuối Thắng Ok.